Xin chào tất cả những bạn yêu bay của Việt Nam và toàn thế giới. Cảm ơn mọi người đã đến với video tiếp theo của Thanh. Video này Thanh xin giới thiệu mọi người 4 nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, Bico Team cập nhật thông tin mới nhất trên màn hình chính ứng dụng Đạo Bay. Nội dung thứ hai, tốc độ khai thác bay giảm bao nhiêu phần trăm. Nội dung thứ ba, tài khoản bay của một billionaire 8 tuổi chưa được phép KYC. Và thông tin cuối cùng, bay nát bút nằm ngoài hệ sinh thái bay. Chúng ta đi vào video thôi. Let's go. Thành đi vào nội dung đầu tiên. Bigo Team cập nhật thông tin mới nhất trên màn hình chính ứng dụng Dolby. Thì khi mở điện thoại, chúng ta vào ứng dụng Bi thì thấy cái giao diện Bi đã có sự thay đổi so với hôm trước Thành đã nói với mọi người. Giao diện này thì chúng ta thấy một cái biểu đồ về biểu đồ về tốc độ khai thác, nó sẽ giảm theo thời gian. Và thông qua cái màn hình chính này thì Bigo Team muốn gửi đến chúng ta cái thông điệp gì? Chúng ta xem thông điệp của họ. Ở cổng Bigo Team ngày 1 tháng 9 5 giờ 49 phút sáng. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, tỷ lệ khai thác cơ bản mới có hiệu lực như một phần của việc điều chỉnh hàng tháng dựa trên công thức phát hành phần thưởng được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Bạn sẽ thấy tỷ lệ khai thác mới khi bắt đầu phiên khai thác mới đầu tiên trong tháng. Tăng tỷ lệ khai thác cá nhân của bạn thông qua các đóng góp đa dạng, bao gồm bi lục cúc, tức là khóa bi, sử dụng ứng dụng hoạt động nốt, vòng, kết nối bảo mật và giới thiệu, đọc thêm để biết thêm chi tiết hoặc tăng tốc độ khai thác ngay bây giờ. Thì thông điệp của bi của team cũng giống như cái thông điệp vào ngày 31 tháng 8, đó là tỷ lệ khai thác nó sẽ giảm trong cái phiên đào đầu tiên của tháng 9. Hiện tại Thanh, tốc độ khai thác của Thanh vẫn chưa giảm do Thanh chưa kết thúc phiên đào cuối cùng của tháng 8. Nhưng có một billionaire Ai Cập, tốc độ khai thác của anh ấy đã giảm xuống. Như vậy là tốc độ khai thác đã giảm được, sẽ giảm bao nhiêu phần trăm? Chúng ta sẽ đi vào thông tin thứ hai. Thông tin thứ hai Thanh muốn nói đến một người, đó là tốc độ khai thác bay giảm bao nhiêu phần trăm. Chúng ta xem hình ảnh. Đây là một tài khoản đến từ Ai Cập. Một cái tài khoản đây là có thể là một người ở Ai Cập xứ Úc mọi người. Tốc độ khai thác của anh ta là 0,0155. Thì tốc độ khai thác cơ bản mới là 0,0155 bi trên 1 giờ. Nó giảm 6,6% từ 0,0166 bi. Tức là trong tháng 8, tốc độ khai thác của chúng ta, cả chúng ta đó là 0,0166 bi. Thì trong tháng 9, tốc độ sẽ là 0,0155 bi. Nó giảm 6,6%. Và đây là một cái sự chú ý, đây là mức đáng chú ý, ít hơn 41,1% so với mức giảm 11% của tháng trước, tháng 8. Điều này có nghĩa là tháng 7 đã chứng kiến nhiều người tiên phong tham gia tăng đột biến so với tháng 8. Thì cái thông tin này nói chúng ta một điều là tốc độ khai thác bay đã giảm 66% so với tháng 8. Mà tốc độ khai thác bay giảm nghĩa là bay nó sẽ càng ngày càng khan hiếm. Và tháng 11 thì tốc độ lại tiếp tục giảm tiếp. Và khi đó bay, quá trình mà chúng ta đào một bay nó cũng quá chi là chua chát. Vì hiện tại nếu trong tháng 9 này tốc độ đào như thế này thì cứ 10 giờ ta được 0,1 bi. Thì để được 1 bi là chúng ta phải là nhân 10 nữa.
tức là 100 giờ, 100 giờ thì chúng ta mới được 1,55 bay thôi mọi người. Đó là khi bạn solo một mình thôi, bạn có tỷ lệ khai thác như vậy. Nó chỉ là chua chát, 100 giờ mới được 1,55 bay. 100 giờ tính ra là chia 24 là bao hơn hơn 4 ngày. 96 hơn 4 ngày chút. Như vậy là tới hơn 4 ngày chúng ta mới có được là một bi. Nên chúng ta hãy trân trọng những đồng bi quý giá trong ví của các bạn. Vì sau này nó sẽ là công cụ để các bạn mua những sản phẩm rất có giá trị trên hệ sinh thái của bi. Và Thanh vừa trải qua cái thông tin thứ hai là tốc độ khai thác bi giảm bao nhiêu phần trăm. Tiếp tục, thông tin thứ ba cũng rất là không vui cho những cái bạn pioneer mà chưa đủ tuổi công dân, tức là những bạn có một cái pioneer đây là Nguyên Thành là cha của một cái pioneer có con trai của anh ta có 8 tuổi thôi. Người mong không được, người được thì không thể làm thế nào mới đầu các bạn ạ. Tức là con trai của anh ta 8 tuổi, nó được nhận thông báo KIC, nhưng 8 tuổi thì chưa đủ bậc 8 để được KIC. Mô hình con trai của nó này thì chỗ xác minh danh tính KIC là bắt đầu, nghĩa là người là con gái được phép tiếng Anh KIC, nhưng có một quy định rất quy định mà bi của team hứa sẽ thay đổi, sẽ tiến hành KIC cho những người dưới 18. Đây, tôi đủ hoặc trên 18 tuổi thì con nói chưa đủ. Thì thông khi nói đưa cái thông tin này lên thì có pioneer khác mới có nhận xét là nên tìm một người cùng tên cùng họ với tài khoản này để nhờ người ta KIC. Nhưng mà điều này là cực kỳ hiếm trong xã hội ha. Cùng tên cùng tuổi thì cũng có nhưng mà rất hiếm, và họ với chúng ta là những người xa lạ, không ai mà KIC cho bạn đâu. Như vậy thông tin thứ ba đó là một tài khoản Bionia 8 tuổi đã nhận được KIC, đã nhận được yêu cầu KIC nhưng rất tiếc vẫn phải chờ đợi. Chúng ta hy vọng là một ngày nào mới nhất con của anh ấy sẽ được KIC, và Bico Team sẽ thực hiện lời hứa của mình là sẽ cho các pioneer dưới 18 tuổi KIC trong tương lai. Đó là thông tin thứ ba, tài khoản B của một pioneer 8 tuổi chưa được phép KIC. Tiếp tục, một thông tin tiếp theo là trong mấy ngày gần đây có một cái trang web là B-Netbook, một trang web có tên là B-Netbook, đuôi của nó là đuôi .com.net.vn. Thì người có một pioneer đã quảng cáo và nói đây là một hệ sinh thái B, nhưng B-Netbook nằm ngoài hệ sinh thái B. Đó là thông tin cuối cùng trong video này. Bây giờ tại sao Thanh nói Bnetbook nằm ngoài hệ sinh thái B? Chúng ta hãy xem một số nguyên nhân như sau. Đăng ký cùng lúc 3 tên miền .com.net và .vn. .vn là chắc là của Việt Nam. Tên miền Bnetbook.vn. Tên chủ thẻ đăng ký sử dụng ông Dương Văn Sơn, đó là người Việt Nam này. Tên miền Bnetbook.com là đến từ tên miền là đặt ở Mỹ. Michael. Tên miền bnetbook.vn hiện đang đặt alias cho bnetbook.com. Bnetbook.com không mã hóa user mà lấy nguyên nickname làm West. Có dữ liệu do thái độ ngủ phát triển đến từ Việt Nam. Vì là ngoài hệ sinh thái B, các bác cân nhắc trước khi tham gia. Tức là pioneer này muốn nói là chúng ta cần phải cân nhắc trước khi tham gia các mạng xã hội Bnetbook này.
Thế mình khuyên các bạn là chúng ta không nên tham gia, chưa vội tham gia, vì nó không phải nằm trong hệ sinh thái của Bi. Mà những cái gì nằm ngoài hệ sinh thái Bi thì hiện tại, đặc biệt là các mạng xã hội, mà khi chúng ta tham gia, họ yêu cầu chúng ta nhập mã phí, mật khẩu, ví thì còn như xong, mà chúng ta cả tin quá, chúng ta tưởng nó nằm trong hệ sinh thái là xong luôn mọi người. Chúng ta nên hãy phải cẩn thận. Một mạng xã hội trong hệ sinh thái Bi được Bi của team giới thiệu thì thật sự là an toàn. Còn nếu nằm ngoài hệ sinh thái Bi thì chúng ta phải cân nhắc. Nếu mà bạn tham gia cho vui để trải nghiệm thì bạn cứ tham gia, không ai cấm bạn ấy. Nhưng mà bạn tham gia thật sự, bạn đạt niềm tin thật sự thì bạn phải suy nghĩ và cẩn thận đến những cái bước tiếp theo của Bi Network. Đó là thông tin thứ tư trong video này. Còn cuối cùng, Thanh cũng có một cái cây, đó là cây Internet Download Manager, bản quyền 1 năm hoặc trọn đời cho mọi người. Bản quyền 1 năm hoặc trọn đời cho tất cả mọi người. Bản quyền 1 năm thì Thanh sẽ bán mọi người với giá giao lưu 250k, bản quyền trọn đời với giá 450k. Nếu mọi người có Bi thì Thanh đổi mọi người với giá đồng thuận 100.000 một Bi cho cây 1 năm. 1 năm Thanh sẽ đổi với giá 2,5 Bi và cây trọn đời với giá 4,5 Bi. Cái khuyến mãi mà đổi một Bi cho cây 1 năm và 2 Bi cho cây trọn đời đã kết thúc rồi mọi người. Bây giờ Thanh sẽ áp dụng với mức giá đồng thuận 100.000 một Bi. Mức giá này thật sự là ở Việt Nam thì Thanh là một dòng trong những bạn đồng thuận mức giá khá cao so với có cái Pioneer còn lại. Pioneer còn lại Thanh nghĩ là các bạn đó đang gom hàng đấu như sản phẩm mà cái giá rất bèo bọt, 30k là không có, mà 20k, 15k cho một Bi thì quá thấp luôn. Thanh chấp nhận đổi 100.000 cho một Bi, đó là nằm nâng tầm mức giá của Pioneer Việt Nam, quá thấp so với Pioneer của thế giới. Về sinh thái hiện tại, trên hệ sinh thái BitChainMore thì Thanh xem thì Thanh thấy có cái ứng dụng thì cái mức đồng thuận đã bắt đầu tan dần, và đội ngũ BitChainMore đã lọc những cái ứng dụng mà với cái mức đồng thuận thấp, họ không cho phép trên hệ sinh thái của họ. Đó là một tin vui mà chúng ta sẽ mong muốn tương lai sẽ có những ứng dụng, những mặt hàng cực tốt để anh em builder chúng ta cùng nhau chiến, cùng nhau mua thôi. Như vậy Thanh xin tóm tắt lại video này. Video này có 4 nội dung quan trọng như sau. Thứ nhất là Bi của team cập nhật thông tin mới nhất trên màn hình chính ứng dụng đầu Bi. Thứ hai là tốc độ khai thác Bi giảm bao nhiêu phần trăm. Thứ ba, tài khoản Bi của Pioneer 8 tuổi chưa phép KYC. Tiếp tục, Bi Network nằm ngoài hệ sinh thái Bi. Và rất mong mọi người hãy cho Thanh một nút like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video đến cộng đồng Bi Việt Nam cũng như Bi thế giới. Và Thanh rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thanh rất lớn trong những cái video gần đây nhất, trong mấy ngày gần đây. Những video mà được mọi người quan tâm, được mọi người comment góp ý là Thanh rất vui rồi. Và mỗi người thì mỗi có một mỗi chất giọng khác nhau. Chất giọng của Thanh là không được ưu ái như mọi người, không được trong trẻ như mọi người. Nhưng Thanh có tình yêu Bi, Thanh có niềm đam mê gửi đến mọi người những video lan tỏa Bi đến cộng đồng Bi Việt Nam lẫn thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào mọi người. Goodbye. See you again. Bye.